Trước mặt anh chị đây là những cây bưởi đỏ Thái Lan mà nhà vườn Ngọc Lâm mới bàn giao cho khách. Hiện nay thì nhà vườn mình có rất nhiều kích thước chủng loại cây bưởi đỏ này, từ cây giống, cây trai hay là những cây trưởng thành, nó cao khoảng tầm 2 mét rưỡi 3 mét như này. Đối với những cây trai như này thì mình trồng thì cũng khoảng tầm hơn 1 năm thôi, nó bắt đầu bói quả rồi. Còn những cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 2 mét rưỡi tới 3 mét thì những cây này mình trồng tới đầu năm sau nó bắt đầu ra hoa đậu quả rồi anh chị nhé. Đây là cây giống bưởi đỏ mới nhất hiện nay, có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Là một cái giống cây có khả năng chịu nắng nóng tốt và phù hợp với điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Quả to, mọng nước và khi ăn thì có vị ngọt thanh mát rất là thơm ngon. Ở Việt Nam mình cũng có rất nhiều cái giống bưởi đỏ, ví dụ như là dòng bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi với tên gọi khác là cây bưởi đỏ Luận Văn. Tuy nhiên thì cái giống bưởi đỏ này có cái màu đỏ nhạt hơn so với dòng bưởi đỏ của Thái Lan và quả thì có hình tròn và trọng lượng và cái đường kính nó chỉ bằng khoảng tầm 1/2 tới 1/3 cái trọng lượng và đường kính của cây bưởi đỏ Thái thôi. Có một cái đặc điểm mà anh chị có thể sử dụng để phân biệt cái dòng bưởi đỏ của Thái này so với những cái giống bưởi khác là lá của nó sẽ hơi có hình tròn như này. Những cái dòng bưởi khác thì lá của nó sẽ hơi nhọn nhọn anh chị nhé. Đấy, nhà vườn mình thì cam kết chuẩn giống cho anh chị tới khi cây nó ra hoa đậu quả. Những cây choai như này nó cao khoảng tầm 1 mét, cành tán sum suê. Mình trồng khoảng tầm 1 năm thôi, nó bắt đầu bói quả rồi. Hiện tại thì vườn nhà mình đang bán với giá 800 một cây. Ngoài ra thì bên mình có cả cây giống lẫn cây trưởng thành, nó cao khoảng tầm 3 mét tới 3 mét rưỡi tùy từng kích thước anh chị nhé. Cây giống hiện tại thì vườn nhà mình đang bán với giá là 300 một cây, còn những cây trưởng thành giá thành nó dao động khoảng tầm 2 triệu tới 4 triệu tùy từng kích thước. Cây bưởi đỏ của Thái Lan này thì nó có rất nhiều ưu điểm anh chị nhé. Thứ nhất là quả to, mẫu mã đẹp, khi chín thì có màu đỏ tươi và rất là thơm. Thứ ba là cùi dày, mọng nước, ruột bên trong rất ít hạt, ăn rất thơm ngon. Và đặc điểm của giống bưởi này là cái giống bưởi đỏ chín muộn, nó sẽ chín vào thời điểm Tết Nguyên Đán. Vì vậy thì cái giá thành của nó bán ra trên thị trường khá là cao. Nó cao hơn gấp khoảng tầm 2 tới 3 lần so với những giống bưởi đỏ thông thường khác. Mình có thể lựa chọn làm quà biếu trong dịp Tết đến xuân về. Đấy, anh chị có thể tham khảo giống bưởi này để trồng làm kinh tế trong khuôn viên gia đình. Cây có năng suất rất tốt, tuổi thọ cao. Những cây được khoảng tầm 4 tới 5 năm tuổi cũng có thể cho thu hoạch lên tới khoảng tầm gần 100 quả trên cây rồi. Rất là sai quả anh chị nhé.